Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình và mình là Leo Mai. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series hướng dẫn cho các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái đội hình, đấy là đội hình Magic Electric Shock. Nhá, cái đội hình mà sốc sốc điện ấy. Electric sốc đam ấy nhá. Đó, thì đây thì mình sẽ gắn một cái ảnh về cụ thể về cái hiện tượng sốc đam của điện này để các bạn đọc, thì các bạn cũng có thể đọc và cũng có thể cơ bản sẽ hiểu được, nhưng mà mình sẽ giải thích cụ thể hơn về cái sốc điện này. Thì đây mình sẽ test trực tiếp thử trên cái Way 5 luôn nhé, các bạn có thể nhìn được này. Ở đây mình cũng sẽ để một cái ảnh cụ thể của nó luôn để các bạn vừa đọc vừa có thể nhìn, mình sẽ cũng sẽ giải thích cụ thể luôn. Thì đầu tiên thì là cái sát thương điện này này, mình sẽ gọi nó là cái sát thương điện nhé. Thì là cái sát thương này thì là hero tấn công cũng như là các cái kỹ năng này hay là kích hoạt các cái kỹ năng kích hoạt đấy, thêm sát thương phép sẽ bằng là một nhân với lại điện giật cộng dồn lên mục tiêu nhé. Đấy, tức là ở đây nó ghi rất rõ này, các bạn đọc cũng có thể cơ bản sẽ hiểu được, tức là sẽ là một nhân với lại điện giật cộng dồn lên mục tiêu. Đấy, một số kỹ năng hay là có thể kích hoạt thêm 2 hoặc nhân 2 hoặc nhân 3 tùy với khoảng cách, sẽ là với khoảng cách các bạn nhìn đây là sẽ là 0,1 giây và có thể kích hoạt là 10 lần trên giây. Đấy, đấy là đọc nguyên văn của nó nhá. Sốc điện là có thể là kích hoạt là 0,1 giây trong có thể kích hoạt 10 lần một trên giây. 0,1 giây nhá, kích hoạt trong thời gian 0,1 giây. Đấy. 0,1 giây và kích hoạt trong 10 lần trên giây luôn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, cái Electric Shock Stack đây. Electric Shock Stack. Đấy. Cái này thì nó sốc điện thì từ các cái nguồn khác nhau, như là kỹ năng này, kỹ năng của anh hùng này, hay là tấn công này, hoặc là đánh ấy, attack ấy, bình thường ấy, tấn công ấy, nó cũng cộng dồn với nhau. Và thời lượng của các nguồn cộng dồn này thì hoàn toàn độc lập với nhau nhé, không hề trùng lặp đâu, mà là cộng dồn một cách độc lập với nhau. Thời lượng cơ bản là sẽ là 10 giây và không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kháng trạng thái khác nhé. Kể cả stun hay là kháng trạng thái gì đi chăng nữa thì vẫn là ảnh hưởng 10 giây bình thường. Tiếp theo, đấy là cái sát thương này. Thì sẽ là, nó sẽ cái việc mà mình gây sát thương này này. Nó sẽ là giống như mình, tôi cảm giác như là nó sẽ là một cái dạng cố định ấy. Cái dạng đam cố định và không ảnh hưởng bởi nhiều bởi start của hero, hay là ông búp được nhiều start hơn, hay là bó nút được nhiều đam hơn hay như nào ấy, thì nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái đấy đâu. Đấy, như con zero đây, tôi để đến tận 1,5 triệu start, các ông nhìn 1,5 triệu start, nhưng tí ở đây các ông nhìn nhé, Way 5 đi đam cũng không bao giờ đến rất nhiều. Đây là con zero của tôi là không được mở cái thẻ nào đâu nhé, gọi như zero bình thường luôn đấy, không mở thẻ gì, không gây được nhiều sát thương, vì là mình có thể cộng dồn đến 500 triệu hay là 600 triệu điện mà, và đôi khi có thể nếu các ông stack tốt có thể nó lên đến tận 2,1 tỷ ấy, cái electric shock ấy luôn, electric shock stack ấy, nó có thể lên đến 2,1 tỷ luôn. Và hầu như là tôi cảm giác là nó sẽ rất khó để đạt được cái pay dam trên khi đánh hòm ấy, nó rất khó để đạt được pay dam luôn. Đây không tin, cậu nhìn trực tiếp vào giao lam này, tôi đã búp đến tận 1,5 triệu start luôn, nhưng cậu nhìn cái lượng dam nó gây ra trên hòm nhá, một mình con Rayo nhá, gây ra 1 triệu dam trên hòm ở round 5 luôn, 1,5 triệu start, nhưng không chỉ mới chớm được đến pay dam thôi, chưa lên được đến hơn 10p, chắc chắn không thể đến được 10p luôn. Nhìn này, sốc stack nhá, 1,5 triệu mà sốc stack cũng chỉ được đến khoảng 500 triệu thôi. Nhìn không? 500 triệu này. Không lên được 600 triệu luôn. May chăng một vài phát lên được 600 triệu. Nhìn này, sốc được có PRAM, hơn 3 PRAM thôi. Như vậy nếu mà các ông chỉ có khoảng tầm 30.000 đến giao 54, các ông cùng nắm các ông có khoảng tầm 30.000 start. Làm sao mà các ông sốc được PRAM? Electric Shock Team nhá, không thể sốc được, tôi cảm giác là đối với một con hero mà không gọi là không mở thêm cái thẻ nào ấy, tức là ví dụ như nếu mà ông khỏe, các ông mở được 7 thẻ này thì tôi không nói, nhưng như tôi này, tôi không mở được thẻ nào, thì với 1,5 triệu start ở round 5 tôi cũng chỉ sốc được đến 3 p ram, 1,5 triệu start nhá mà chỉ được đến 3 p ram,
nên tôi cảm giác là nó rất khó. Nếu mà hero với những cái con hero full thẻ thì tôi không biết thế nào, nhưng mà không full thẻ thì không sốc được pedam luôn, chắc chắn luôn, rất khó để được pedam luôn đấy. Còn cái khoảng thời gian mà cát của nó là như theo lý thuyết ấy thì là 0,1 giây, thì như vậy thì trong 1 giây ông cần phải tấn công 10 lần để tối đa hóa về mặt lý thuyết luôn, đúng không? Tức là 0,1 lần, 0,1 giây đúng không? Với khoảng cách 0,1 giây đúng không? Thì có thể sốc được 10 lần tối đa đúng không? Vậy thì một giây ông phải sốc được ít nhất là 10 lần. Thì như vậy là nó sẽ tối đa hóa về mặt lý thuyết. Đấy, đấy là mình hiểu, trước tiên là mình hiểu về cái electric shock stack này nhá. Đấy. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện trực tiếp, tiếp theo phần tiếp theo tôi sẽ nói về các cái hero chính. Đấy, đầu tiên là mình hiểu về cái shock stack rồi, cái điện giật đấy rồi. Bây giờ mình sẽ hiểu tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu về các cái hero core. Đấy, về các hero core thì con hero core đầu tiên sẽ là rất là quen thuộc luôn. Đấy là con Zero. Đấy, là con hero core đầu tiên, Rezo. Con hero core thứ hai các ông có thể chọn, đấy là con Arce Gurin, là con hero thứ hai. Và một con hero thứ ba nữa cũng liên quan đến dạng sốc điện mà các ông có thể chọn, đấy là con Storm Spirit. Và một con hero thứ tư các ông có thể chọn nữa, đấy là con Zot. Không biết Zot đâu à? Zot nhé, Zot cũng là một con hero sốc. Đây, Zot cũng là hero sốc điện nhé, sốc đám điện nhé. Các ông có thể chọn, đấy là 4 con hero mà. Nhưng mà tôi khuyên các ông chỉ nên chọn 3 con hero đầu tiên thôi. Đấy là Razor, Arcwarden và Storm Spirit. Zot thì chỉ là lựa chọn thứ tư thôi. Hoặc là đôi khi người ta cũng đánh con Disruptor này làm co chính nhé. Cũng có một số ông đánh Disruptor làm co chính, nhưng tôi khuyên là các ông nên chơi 3 con co chính thôi. Đấy là con Arcwarden, Razor và Storm Spirit. Đấy, cả ba con này thì các cái talent của nó ấy, hay là các cái skill của nó ấy, đều có thể giúp cho các ông có thể gây được hai hoặc nhân 2 hoặc nhân 3 lần sốc đam nhé. Nhân 2, nhân 3 lần, các ông cứ có thể bỏ ra đọc ba con hero ấy có thể gây ra nhân 2 nhân 3. Và nó cũng rất là dễ chơi ở đầu game luôn. Ba con hero ấy nó cũng rất là dễ chơi ở đầu game. Ba con hero vừa tôi nói rất dễ chơi ở đầu game. Đó. Về mặt support, về các hero support thì tôi sẽ đề xuất như sau một vài những con hero support. Con hero support đầu tiên tôi sẽ nói đấy là con Disruptor. Con Disruptor này là một con hero support rất tốt cho cái team sốc điện con này này. Và các ông phải làm sao thật nhanh để búp được cho nó gậy xanh cũng như là sạc. Vì các ông đọc ở đây này, các ông thấy gậy xanh cũng như sạc của con Disruptor này nó sẽ sốc đam thêm rất nhiều đam, giúp cho gây thêm rất nhiều đam điện giật luôn. Đấy, cho nên là con Disruptor này là một con trong những lựa chọn tối ưu nhất cho support cho team điện. Và các ông phải búp thật nhanh để có được gậy xanh cũng như là sạc cho con Disruptor. Đấy là con support thứ nhất. Con support thứ hai mà tôi đề xuất cho các ông đấy là ba con hero thuần cho các đam team phép nữa. Đấy là team Bersaw này, Crystal Maiden này, hay là Keeper of the Light này, đấy, hay là Sky này. Đấy là những cái con hero cơ bản cho team phép. Thì các ông pick cho tôi một con hero chính này, Disruptor là con thứ hai này, và một trong ba con vừa rồi là Team Bersaw, Crystal Maiden và Keeper of the Light hoặc Sky. Đấy là đối với những ông mà không có EO 7 sao nhé. Đấy là không có EO 7 sao thì tôi khuyên là các ông nên pick những cái team như vừa rồi. Đấy, pick những cái team như vừa rồi. Đấy. Còn đối với những ông mà có EO 7 sao thì tôi lại khuyên các ông lên pick theo đội hình như này. Đấy là đầu tiên là một con đam chính vẫn là một trong ba con kia nhá. Vẫn có thể là Razor là con đam chính này. Con thứ hai, support thứ hai sẽ là con Disruptor với gậy xanh và sạc. Và con support số 3 chính là con EO và relocate cho tôi. Một là relocate ra những con hero mà có thể giúp tăng debuff cũng như là tăng magic dam nhận vào ấy. Ví dụ EO sẽ relocate cho tôi ra con Sky này, CM này, Zakiro này, Netrak này. Đấy, nếu mà có EO 7 sao nhé. Nếu có EO 7 sao tôi khuyên các ông là
hãy pick đội hình là một con nam chính này, con support số 2 là con nhắc lại đấy, con support số 2 sẽ là con disruptor và con support số 3 sẽ là con io, và relocate ra cho tôi một là sky, hai là cm, ba là netrack, bốn là rakizo đấy. Thì vì sao lại những con đấy thì giải thích một chút. Thì cm thì nó đơn giản rồi, nó cũng là con kundao cũng biết thôi. Con số 2 là con Zakiro, đúng không? Rakizo thì nó có cái skill này. Đây, các ông nhìn này. Cái talent số 2, 40% liquid fire debuff, duration delay. Đây, cái liquid fire này, nó debuff, cái thời gian debuff của nó tăng thêm thời gian debuff lên 80%. Nên rất là tốt cho cái magic shop, magic dam. Đấy là con Zakiro nhá. Con thứ 2, có thể các ông sử dụng đấy con Sky cũng được. Con Sky tăng... con Sky là con tăng magic dam ấy. Xung quanh đây, Sky nhìn này, ta là cái Allen Steel này của con này, bonus magic cổ dam này lên 25%. Đấy là lý do Sky. Con thứ ba là con Netrack, thì tại sao lại con Netrack thì đây. Netrack nhìn này. Các ông nhìn cái sạc của con Netrack này, con Netrack này phải có sạc nhá, cái Nihilim của con Netrack này. Nó sẽ gây, nó sẽ tạo ra một cái vùng, nó sẽ tạo cái vùng trong 850 AOE, và những cái con ở trong cái vùng đấy sẽ nhận 50% đam, nhận thêm 50% đam cũng như là giảm 30% tốc độ đi di chuyển đó. Nên là cái con Netrack này cũng là một con trong những con nên lựa chọn nếu đánh magic team nhé. Thì đối với phong cách của tôi sẽ thường là lựa chọn là co chính này, xong là đến disruptor này, và một con nữa là con io. Và Renocate thì tôi cũng có thể chọn là Zakiro hoặc là Netrack hoặc là Sky đấy, hoặc là CM. Thế thôi, còn nếu các ông không có yêu 7 sao thì các ông có thể chọn cho tôi Crystal Maiden này, hay là những con support thuần cho đam phép ấy. Ví dụ như con Timbersaw này. Đấy, Timbersaw cũng được này, hay là bonus spell dam như con Blue Saker cũng được này, bonus spell dam đến 50%, nhưng con này thì tôi cũng không khuyến khích. Đấy, con Timber này, đây này, Timber này có cái crit dam này, crit chain này, spell crit dam với spell crit chain này. Đấy, Timber này được này. Còn TN thì giữ chân. Đấy. Thế thôi, còn đấy là về đội hình nhá. Còn tiếp theo là về cái những cái con creep, 8 con creep xung quanh ấy thì cũng vẫn là như bình thường thôi. Vẫn là những con creep như bình thường thôi. Đầu tiên không thể thiếu được chính là cái con này, Mini Creep và Radiant Creep, hai con này không thể thiếu được rồi. Đấy, nó tăng thêm spell dam cho các thứ này. Đấy, giải thích rất nhiều rồi. Và giống như đam phép thôi, thì chính là con một, con này là một, con Azure Watch là một, Fox Spirit là hai, và con Under Summon này là ba. Đây, tăng magic bonus magic cổ dam 400% này. Đấy, rồi magic dam reduction 15% này, nếu không có gốt thì không cắm gốt vào, giảm magic, giảm giáp magic này 15% này. Đấy, cắm gốt vào, thêm con này nữa này. Đấy, và thứ ba tiếp theo thì đối với lại cái return, đối với return cho đam chính thì tôi khuyên là return cho đam chính thì giống như đam phép thôi. Chúng ta có Alien Thunder 2 này, Alien Thunder 2 đây, các ông có thể đọc cái này, cái đọc cái lý do của nó này, đây cái kỹ năng return này của nó này, chắc không phải thích nhiều này. Cái thứ ba đấy là con Willing này, nó quá thuần rồi. Willing đây, bonus spell trên mỗi stack này, bonus đến 25% và max là 4 stack, như vậy có thể bonus đến 100% spell dam nếu các ông stack tốt đó. Ngoài ra đối với cái dam này, đối với cái dam sốc team này, thì các ông có thể chọn cái con Shaman này được này, Alien Power Shaman này được này. Thì nó tạo ra một cái bóng, và cái bóng đấy thì có cũng gây ra 70% sát thương ấy, thì mình cũng có thể dùng con này được để tạo ra thêm một cái bóng nữa, và cái bóng ấy cũng sốc điện luôn đấy, gây đến 70% sát thương. Nhưng mà tôi khuyên con này chỉ là cái lựa chọn thứ ba thôi, còn con này là lựa chọn số 1, con này là lựa chọn số 2, và con này là lựa chọn số 3. Đấy, đấy là về return. Còn đối với support thì các ông chọn một vài những con support như kiểu như thế, thì return của support thì có thể là Golem, hoặc có thể là Shaman cũng được, hoặc có thể là con này này, con Wirat này này, return cho support đấy. Đấy, cái này nó giảm magic dam nhận vào đây này, magic giáp magic bị giảm này,
rồi là Speed thì cũng dám đi này. Đấy, con này cũng là một cái con support thì các ông chọn những cái return như này này, hoặc là support chọn return này này. Đấy, Magic Resistance Reduction như này. Đấy, những con chọn những cái con như này để làm return cho support. Chứ đừng chọn những cái con return linh tinh cho support, mà chọn những con như này này, Fox Spirit này, hoặc là Windrat này cũng được này. Đấy. Golem thì có cái này để nhận được nhiều ram hơn này, nó sẽ aura sẽ làm cho creep nhận thêm nhiều ram hơn. Đấy. Thế thôi. Thế là cái đội hình chung cũng như là tất cả mọi thứ về cái sốc team. Tất cả mọi thứ về sốc team nhá. Hy vọng thì anh em sẽ có thêm cái kiến thức, cũng như là nếu mà có tôi ít chơi cái sốc team này lắm. Nên là cũng nếu mà có gì thiếu sót thì anh em có thể bổ sung. Ok, cảm ơn anh em.